Xin chào tất cả các bạn nhé, đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Nguyễn Tất Thắng. Hôm nay thì Thắng đang có mặt tại Vách Đá. Nói chung là để mà nói thì theo nhìn bây giờ thì nó cũng rơi khoảng Vách Đá cao khoảng 30-40 mét. Và bà con nhân dân Lũng Cáng thì trước mắt thì đang xả bằng tay. Cũng có người gọi điện cho Tất Thắng để lên đến đây để xem mà tình hình nó như thế nào đấy. Và tại vì kênh của em Nguyễn Tất Mạnh có đang làm đường lên, nhưng mà cái chỗ này là gặp trở ngại nhất trong tất cả cái quá trình làm đường này. Hiện giờ thì đây bà con đang đục tay đấy. Cứ đục được bao nhiêu thì đục đã, xong rồi tính cái giải pháp sau đấy. Cố gắng làm nào mà nó đủ 3 mét, 3,5 mét để lọt được cái xe qua đây. Xem cả cái tuyến và cái quá trình làm cái đường này thì các bác sau này về lâu về dài thì mới thấy ý nghĩa được của cái tuyến đường này, nó có cái giá trị như thế nào với bà con nhân dân Lũng Cáng đấy. Tại vì là như với so với cả các bản khác thì hiện giờ Lũng Cáng đang là một trong những bản mà có cái tốc độ phát triển về kinh tế là nhanh nhất, và tốc độ về tiếp cận về mạng rồi là tiếp cận về 4.0 cũng là nhanh nhất, và đời sống con người, văn hóa con người cũng đang dần dần thay đổi đấy. Và nữa là hôm nay là cái tuyến đường này nhằm cái mục đích là cho bà con nhân dân phát triển kinh tế về lâu về dài, nó bền vững để phát triển về rừng này, về trang trại này, rồi là có thể là sau này có các bác biết rằng là người dân Lũng Cáng cũng rất nhiều những người con đấy, đẻ ra con nhiều thì ở ngoài kia nó cũng chật rồi đấy, cũng có thể là lên trên này sinh sống được đó. Hôm nay thì Thắng trở lại đây thì có một cái số tiền nữa là của cô Michael Chong ấy, cô Linh Chong ấy có gửi hôm trước là cho Gia Hưng và Trí Dũng, con trai của Tất Thắng, con trai của Tất Mạnh là 1 triệu, và có một anh giấu tên là có gửi 500.000 cho Tất Mạnh để không phải mua dầu mua xăng gì mà gửi bồi dưỡng cho em Mạnh ở đây đó. Trong quá trình mà em về đây làm 6 cây đường này, mà đường thì các bác biết rằng là hiện giờ cái máy thì nó nhỏ đó. Đây là 500.000 của một anh giấu tên này, anh ấy gửi cho này. Còn đây là Michael Chong gửi cho Ngô Trí Dũng. À, thế sau đây là thay mặt cho con trai là Trí Dũng là cảm ơn tới cô Michael Chong đã cho Trí Dũng 1 triệu và một anh giấu tên nữa là 500.000. Mạnh có nhận đây là 1,5 triệu. Thì một lần nữa là cảm ơn là Michael Chong và anh giấu tên. Chúc mọi người có sức khỏe, mạnh hạnh phúc và gia đình an khang và thịnh vượng. Cái số tiền là hôm nay Thắng cũng đã bàn giao lại cho con trai của Tất Mạnh là Nguyễn Ngô Trí Dũng và Nguyễn Hoàng Gia Hưng là cũng đã được nhận tiền rồi. Đó, và bây giờ thì các bác xem hôm nay bà con nhân dân Lũng Cáng ở đây đang mở đường đấy, đào bằng tay. Ở đây có rất nhiều người hỏi là tại sao là không có một số những cái diễn viên điện tử ra đây làm. Thì là trong Lũng Cáng nó có 2 tuyến đường đi làm. Một là tuyến đường đi đằng sau đường nhà em Báo lên khu vực lán nhà em Báo. Hai là tuyến đường đi vào lên lán nhà anh Báo, lên lán nhà Bác Phù rồi là mấy lán nữa. Và nữa là cái tuyến này là khi mà vướng vào nhà của, có vào nương vào của nhà nào thì nhà đó mới có thể là tham gia làm được. Đấy, Vách Đá. Ây da, như này lâu lắm chơi cuốc xẻng xà beng này. Đang mưa căng quá nhỉ. Hôm nay bà con bảo là mưa, càng mưa thì càng làm, tại vì mưa đất đá nó mới bở, làm nó mới dễ. Mưa sợ hơn à? Sao? Sợ lăn vào người à? Sao mấy chị em này chưa vào à? Mấy bác này chưa vào à? Đứng núp ở đây. Chờ một tí nữa mới cào à?
Đấy, bà con đang làm nhá, anh em mưa vẫn chơi nhá. Dã hết, không phải nghĩ ui, vừa nắng vừa mưa này gặp ốm đấy. Có người nào đi ở dưới không? Đang nắng rồi, dã mưa xuống. Vừa nắng vừa mưa thế này thì này, cái vách này đào được mấy ngày rồi? Vách này đào được mấy ngày rồi? 2 ngày à? Ngày thứ ba à? Mưa quá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.
có thì mình có gì cho ạ. Dừng lắm nhá, người đi qua nhá. Nhanh. Đấy rồi. Sợ chưa? Ấy, cẩn thận đấy. Ui ôi. Dây chạc kia ổn không ấy? Bà dây chạc ấy có ổn không? Mấy ông buộc cái đấy vào các loại eo ra đấy nhờ. Kìa bác phủ lên nhé nha, cẩn thận nhá. Còn dây nữa ông cho thêm bác này lên đi.
Bảo ông gì kia, ông gì nhỉ, chú gì bảo đi qua đi. Qua đi ăn hất nhá. Có người dưới nhá. Ông Tờ hay ông gì kia, ông Hờ gì kia. Chó chạy mất dép rồi, đồ con chó. Không lên này à, bác Phù với cả chú này không lên được đây à, còn 2 giây này. Bảo người cẩn thận đấy. Ôi trời, chó phát rồi. Đây buộc nó chỗ chọc cái chỗ này đi này. Là được. Hả? Chắc chưa? Thế này làm phải cẩn thận nhá, ông đang làm cái đâu rơi bất ngờ ở đây. Cái đoạn này là nó là cái đá nó đá này là đá vỉ à? Thực ra nó không cứng như đá xanh đâu, nhưng mà nó cũng mấy cái khu mấy hòn dưới chỗ kia là nhìn nó cũng hầm hố phết. Anh em làm nào làm cứ phải đảm bảo an toàn nhé, tính mạng con người là trên hết. Ngã xuống đây là thôi đấy. Cái cây này là cây gạo này. Đây chặt xuống nằm đây luôn nè. May là nó cũng chưa to lắm nhỉ. Gốc này. Cắt đi. Cào cái đi đi. Cào mạnh mà đi. Xà beng lên đi. Buộc dây rồi cũng rước vào. Đấy, cẩn thận đấy. Đấy, vực viết cẩn thận. Đua ra vực kia. Chỗ này phải mất tháng mới qua được cái vách đá này. Đá này kiểu này. Đấy, cẩn thận đấy. Nó có chỉ biết thua à? Đá.
Ừ. Cái đá này rơi xuống cái là nó vỡ bé tí là hết nhỉ? Tí mà. Không còn viên to nữa. Vụn như ở nào đợt trước mấy ông này còn lấy đá này là trộn vữa đổ đường luôn đúng không? Đúng rồi. Như cát đi. Lính cáng là bao nhiêu lần mở đường ấy. Đợt Covid cũng mở đường lên đến lán ông Báo nhưng mà lúc ấy chỉ cuốc ấy thôi. Lần này là mở đường lớn. Bao nhiêu lần thay đổi số mệnh. Cái này thực ra cào ra đập mấy cả tròn nó vẫn ra mà. Sà beng sọc vào vẫn ra mà. Vâng. Đấy, cứ cậy là ra hết mà. Theo vỉa. Mưa vào lại mát. Anh em làm chỗ này hơi nguy hiểm, dốc vực. Thôi giờ tải cho nó coi thử với. Đúng là anh em làm quá vất luôn. Vực đá treo leo các kiểu. Lũng cáng lần này là lần thay đổi những con đường. Kìa cẩn thận nhá, có người qua nhá, dừng á, bác đi qua đây bác ơi. Say say ô. Qua đây còn ai sao không? Qua đây chú ơi. Chuẩn khủng hết rồi. Thủng hết chân rồi. Thank you.
Hô nhá, hô lên nhá. Đập 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 nhanh cái chỗ kia cái để cho nó ấy đi. Phải có một cái đoạn cây ngăn ở đây. Viên đấy mà vào chân cũng sứt chân đấy. Kìa, viên to đấy. Kìa, ông Tỏa cần tránh ra nhá. Đấy. Rồi vỡ bét luôn. Những tí nhỏ đá này không cứng tí nào. Đấy, như bột luôn. Đấy, vỡ hết. Nghỉ à? Giải lao à? Nóng quá, đang mưa này mà ướt này mà nóng á? Vẫn nóng anh ạ. Vẫn nóng cả. Xuống dưới. Ấy. Bánh đá này không đơn giản đâu. Con chó cọc đuôi của nhà ai đẹp thế nhỉ? Nó cứ chạy long quăng. Chắc phải tháng mới qua được chỗ này. 15 ngày. Nếu mà nó trơ ra mình cào được xuống thấp thì máy múc nó giải quyết được. Kia nó cao quá, máy nó không tới. Máy nó bé tẹo. Máy nó chỉ cào đến ngang cái chị áo xanh kia thôi đúng không? Đấy này nó gầy ra được. Qua cái chỗ này là còn chỗ nào vách đá vách kia không nhỉ? Qua chỗ này là hết rồi. Hả? Qua chỗ này là hết rồi. Đá là đá kia chỉ đá vớ vẩn thôi đúng không? Nhưng là dễ đào đúng không? Không có chỗ nào tránh được à? Trên chỗ này qua không được à? Hả? Nó cũng như trên chỗ này là phải cái chỗ mà có hay có ong không nhỉ? Nó bắt ong mật cùng đường xính đúng không? Cũng là dịa đá này, giải đá này. Đến đây thì nó đúng là nên nó có một cái thác đây đúng không? Thác thì đẹp sổ lắm. Rồi. Mà mùa hè mát lắm à. Vào đấy. Này đi vào đấy mát lắm. Ừ. Cho tí nữa nào. Đi ngồi tí còn mình này. Thế à? Vào thác đấy á? Mát chưa? Bây giờ thấy lạnh chưa? Uống nước mát luôn à? Thủng chân luôn à? Đá này sắc đi quá.
Nó chỉ cần vào tí một tí thôi. Vâng, chào chú. Có hướng vào cái gì nhà chú không? Đấy, giải phóng bọn trẻ con đi. Đi luôn đi. Rồi tiếp đi. Wow wow wow. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ô sợ chết không ta tiện. Thank you.
Chân chứ phải đâu luôn đấy mà trượt phát này rách mấy miếng. Chú phải dẫm vào cái chút đất nào nó có nhiều đất đấy. Dưới kia không có cái gì bán đâu nhá. À cái dây trong tháng cần này cảm dây thường à. Đi xuống dưới đi này chú. Tại có cái chân này đi. Đấy. Ông vẫn cười tôi được này. Thôi chào các anh em nhá, ra máy múc đã.